một tuyến đường qua tại xã Gia Hòa 1. Trên suốt chiều dài gần 2 km đều ngập tràn sắc hoa. Màu vàng rực rỡ của hoa Quỳnh Anh. Màu tím đầy thơ mộng của hoa Dừa Cạn. Nhiều người dân vốn sống lâu năm ở đây cũng không khỏi ngỡ ngàng. Được cái đường hoa vậy mình cũng người dân rất là cũng phấn chấn và mừng rỡ. Mình cũng rất là tự hào về cái quê hương mình được có một cái tuyến đường mang tên là tuyến đường hoa thanh niên. Mô hình tuyến đường hoa được huyện đoàn Mỹ Xuyên phát động từ tháng 3 vừa qua. Mỗi người một tay, người trồng cây, một số khác thì tưới nước và chăm sóc. Đặc biệt trong thời gian gần đây, các bạn còn ra quân dọn cỏ, phát quang bụi rậm để tạo không gian xanh và nét thơ mộng cho những tuyến đường quê. Huyện Mỹ Xuyên đã là huyện nông thôn mới thì những công trình thanh niên của tuổi trẻ phải là những cái công trình thật sự ý nghĩa, góp phần trong xây dựng nông thôn mới và có thật sự là lợi ích cho cộng đồng và bà con nhân dân. Sự nhiệt huyết và sáng tạo của tuổi trẻ ngày càng tạo nên sự lan tỏa tại địa phương. Những ngày dịch bệnh bùng phát, bà con dành thời gian để chăm sóc hoa và cây kiểng. Với mọi người, đây là khoảng thời gian để tận hưởng những món quà từ thiên nhiên. Trồng hoa, chị trồng bông rồi chị phải tỉa, phải cắt cho nó đẹp. Rồi chị chăm sóc cũng quét mỗi ngày luôn. Hiện nay, tất cả 10 xã ở huyện Mỹ Xuyên đều có những tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu. Từ nhà ra trước ngõ, đâu đâu cũng đều có hoa. Cụm hoa này tàn thì cụm khác lại nở. Bỏ lại những bộn bề lo toan giữa mùa dịch, nhịp sống ở vùng quê này bỗng bình yên đến lạ.